Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt Game MMO của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn claim cái con MARX các bạn, tức là cái con MARX các bạn. Đó, cái con này có phí nha các bạn nha, có phí ga nha. Bởi vì thường đa số những con mà miễn phí các bạn thì nó thường mình thấy nó không có về. Tuy nhiên cái con này claim một phát là về luôn cả ví Trust Wallet nha các bạn nha. Rồi, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trên YouTube hoặc Google nha. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nhanh để các bạn làm nha. Cái con này đã list lên sàn PancakeSwap rồi các bạn nha. Thì bạn muốn lên cũng được, muốn mua cũng được, thì tổng cung của nó khoảng tầm 400 triệu con các bạn ha. Thì cái đường link đó mình để trong mô tả video nha các bạn nha. Ở đây cũng có contract của nó luôn nè, contract của nó nè ha. Thì mình có để luôn, thì các bạn có thể copy hoặc là các bạn xem video hướng dẫn mình làm một cách chi tiết, các bạn làm theo là được nha. Và con này có phí ga nha các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn đi vào cái mô tả video ha, mô tả video hoặc là bình luận đầu tiên của video, các bạn copy cái đường link này nè, đè xuống copy nha các bạn nha, copy. Rồi sau đó các bạn quay ra cái ví trade, các bạn đi vào cái ví trade đó các bạn, các bạn mở ví trade lên nha. Rồi các bạn mở ví trade lên thì đương nhiên các bạn phải có cái phí ga của cái này các bạn, đồng BNB Smart Chain nè đó. Ở cái đó đó, nói chung là mình chỉ cái đó đó, thì các bạn phải có cái phí đó nha, có sẵn. Rồi sau khi các bạn đi vào cái ví trade, các bạn đi vào cái chủ đáp nè, rồi các bạn đè vô, các bạn dán vô đây, dán vô, sau đó các bạn enter giúp mình nha, enter. Rồi sau đó các bạn chọn cái này nè, chọn cái mạng này các bạn, chọn mạng chứ không có để này được, chọn sang Smart Chain. Rồi ha, các bạn kéo xuống, các bạn kéo xuống nha, kéo xuống dưới đây, các bạn thấy nè, các bạn mua thì là ít nhất là 0.01 BNB nha ha. Còn mình thì chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn cách lem ở đây nè, các bạn lem đi, lem, bấm lem. Đó. Thì nói các bạn nó có phí giao dịch là 0.18 đô rồi các bạn nha, chứ không phải không có đâu, có phí ha. Các bạn bấm chấp thuận luôn. Rồi thì kéo xuống dưới đây, cái đây là đường link nha các bạn nha, đường link này, đường link này mình sẽ để trong mô tả video nha, các bạn ủng hộ mình bằng cách click vào đường link này nha các bạn nha. Nhận 100% cho tất cả người lem hoặc là 100% khi họ mua đó, cái nào cũng được nha các bạn nha. Cái đường link á, đường link á, các bạn bấm copy nè đó, là các bạn đi giới thiệu qua các mạng xã hội Facebook, Zalo đó, để họ đăng ký qua link bạn thì sẽ nhận được nha các bạn nha. Rồi sau khi các bạn bấm chấp thuận rồi đó, xong rồi đó các bạn ấy bấm quay trở về nha, bấm dấu ít nè các bạn, bấm vào dấu ít để quay trở về nha, dấu ít nè đó, quay trở về. Sau đó các bạn bấm vào cái chữ ví nè đó, mình hướng dẫn các bạn từ từ nha, các bạn làm theo y chang như vậy nha các bạn nha, bấm vào ví. Rồi sau đó các bạn bấm vào Smart Chain này nè. Đó. Rồi các bạn thấy nè, ở đây có cái mục đã gửi nè các bạn thấy không? Đó. Các bạn bấm vào đây. Rồi các bạn bấm vô cái dòng này nè, copy cái này nè, copy cái dòng này nè. Đó, các bạn bấm sao chép nha. Rồi các bạn quay trở ra, các bạn quay trở ra nha. Rồi các bạn bấm vô đây, rồi các bạn đè vô, các bạn dán vô, các bạn tìm kiếm. Đó, nó ra cái này nè các bạn thấy không, MARX token nè đó. Rồi đâu rồi,
Đó, rồi sau đó các bạn bấm kéo này ra, bấm cái dấu này nè. Rồi. Bạn kéo ra rồi các bạn quay ra các bạn load lại xem. Đây các bạn, rồi, được nhận 50 50 này ha. Đó. Đó các bạn thấy không? Nhận 50 max rồi đó. Được chưa các bạn? Đó, cái cách làm là như vậy thì nó tốn một chút phí nha các bạn, 0,18 đô không đáng bao nhiêu đâu các bạn, mấy ngàn bạc tiền Việt à. Tuy nhiên là các bạn cần có cái số lượng BNB ha. Này nè nha. Đó, để mà giao dịch nha các bạn nha. Rồi, nó đơn giản như vậy thôi các bạn. À, các bạn ủng hộ mình bằng cách click vào cái đường link hồi nãy nha các bạn nha. Cái đường link mình giới thiệu hồi nãy các bạn. Ha, mình để trong mô tả video nha các bạn nha. À, ủng hộ mình bằng cách click vào đường link đó để mà ủng hộ mình. Rồi. À, nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận dưới video nha các bạn nha, mình sẽ đáp cho các bạn. Rồi nếu các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những kèo mới nhất của mình ra nha các bạn nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.